ba ly nữa. Được chưa anh, nhìn được chưa? Về khi nào ra cái đấy chứ con đây đâu? Thì đang ở đâu? Sau mình nhìn có thể điều chỉnh được vô trung tâm của nó luôn. Điện thoại không nhìn thấy hả anh? Ô thế à, cầm theo. Hiểu đi vắng rồi, hôm nay không có người, Hiểu đi chạy giấy tờ rồi. Thì rồi đó. Xem kiểu có xe oxy nào.